Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tin tức tổng hợp được cập nhật liên tục trên kênh News 24 giờ. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Việc để lại những bình luận ác ý trên mạng xã hội dường như đã là một thói quen khó bỏ của nhiều người. Không chỉ với cư dân mạng Hàn Quốc mà ngay cả cộng đồng fan K-pop quốc tế cũng nhiều lần tham gia chỉ trích một idol nào đó. Tuy nhiên, xét cho cùng, có những lý do vô cùng trời ơi đất hỡi khiến nhiều idol bị ném đá và ghét bỏ suốt một thời gian dài. Đây cũng được cho là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến căn bệnh trầm cảm đáng sợ trong làng nhạc Hàn Quốc. Sau đây là những lần mà các idol K-pop bị ném đá vì những nguyên nhân hết sức ngớ ngẩn. Có lẽ anti-fan chỉ muốn nói cho sướng miệng, nhưng họ đâu nghĩ được những điều này sẽ làm tổn thương người khác lâu dài đến thế nào. Yeri của Red Velvet bị mắng vô lễ với Irene vì câu chuyện chụp hình chung. Yeri là thành viên nhỏ tuổi nhất Red Velvet, cô nàng sinh năm 99 được thêm vào nhóm năm 2015. Nữ idol được yêu mến bởi có ngoại hình xinh xắn, cũng từng nhiều lần bị chỉ trích vì những hành động bị cho là bất lịch sự với những chị lớn trong nhóm, nhất là Irene. Tiêu biểu chính là câu chuyện chụp hình chung với Jonghyun của SHINee. Khi Yeri đang selfie cùng với Jonghyun, Irene cũng muốn góp mặt vào bức ảnh này. Tuy nhiên do quá mải mê chụp hình nên Yeri không để ý. Hành động này ngay lập tức bị netizen quy chụp là cố tình phớt lờ đàn chị. Yeri bị ném đá vì vô lễ và thích là trung tâm của vũ trụ. Không những thế mà cư dân mạng Hàn Quốc còn khẳng định rằng Yeri không biết khống chế biểu cảm khi xuất hiện. Sau khi Jonghyun mất, Yeri luôn mang theo khuôn mặt u ám tại các sự kiện. Hành động này bị anti-fan châm biếm. Cô ta đang tỏ ra buồn cho cả thế giới nhìn mà thôi. Thái độ không chuyên nghiệp gì cả. Cô này cần chấn chỉnh lại bản thân ngay đi. Shinbi của GFriend bị ghét vì giống Jessica, bị cho là có nhân cách tồi chỉ vì biểu cảm gương mặt. Thời GFriend mới ra mắt, Shinbi là thành viên bị ghét bỏ vô cớ chỉ vì có gương mặt hao hao Jessica của SNSD. Nhiều anti-fan cho rằng cô nàng đang cố gắng bắt chước Jessica. Khá oan ức cho Shinbi khi cô thường xuyên phải nhận gạch đá vì gương mặt tạo cảm giác hay cau có, khó chịu của mình. Anti-fan xếp cô nàng vào danh sách những idol có nhân cách tồi mà chẳng có minh chứng nào cụ thể. Cô bị cho là chèn ép các thành viên khác dựa trên bằng chứng mà cư dân mạng Hàn Quốc chỉ ra thường xuyên lườm nguýt các thành viên cùng nhóm, ham hố giành được sự chú ý. Thế nhưng fan của Shinbi đã minh oan cho thần tượng bằng cách khẳng định mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm. Biểu cảm khó ở của Shinbi là tự nhiên mà có, chứ không phải cô nàng khó chịu với các thành viên khác. Hơn nữa, GFriend thường có trò đùa trêu chọc nhau bằng việc lườm nguýt qua lại, và nếu là fan của cả nhóm thì ai cũng hiểu điều đó. IU bị công kích vì im lặng sau sự ra đi của Suli. Sau khi Suli mất, nhiều thành viên cộng đồng mạng đã kéo nhau vào Instagram của IU và công kích nữ idol. Nguyên nhân là vì IU thời điểm đó vẫn chưa hề có bất kỳ hành động nào, dù cả hai vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời, có chung nhiều kỷ niệm đẹp đẽ. Nhiều người không khỏi bất bình trước cách hành xử quá đáng và vô lý của bộ phận anti-fan này. Chính vì vậy mà hành động chỉ trích IU sau cái chết của Suli được các fan IU cho rằng không khác nào đang bạo lực ngôn ngữ và nhiều cư dân mạng đang muốn đẩy IU xuống vực thẳm giống như bạn thân của mình. Một fan của IU đã phải bức xúc lên tiếng. Sự ra đi của Suli hẳn khiến cho IU bị đả kích rất nặng và cô ấy sẽ không thể chịu thêm được những lời xúc phạm đâu, mấy người có còn là con người hay không. Kai của EXO và Momoland bị ném đá vì không mặc đồ đen. Thêm một nạn nhân bị cư dân mạng chỉ trích sau khi Suli mất, đó là Kai của EXO đã bị vô số người ném đá chỉ vì anh mặc một chiếc áo màu hồng để ra sân bay khi Suli mất. Được biết, thời điểm đó, EXO tiếp tục biểu diễn concert EXO Planet 5 sau khi hoãn lại trước thông tin Suli qua đời vào ngày 14 tháng 10. Ngày hôm đó, nhiều thần tượng xứ sở Kim Chi đã bày tỏ sự tiếc nuối xót xa cho nữ idol bằng cách diện đồ tối màu trong thời gian diễn ra đám tang của cô. Tuy nhiên, Kai lại mặc áo màu hồng trong khi nhiều thành viên khác của EXO mặc đồ đen. Hình ảnh của nam idol ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng việc anh diện đồ như vậy rất không hợp lý với hoàn cảnh hiện tại. Cư dân mạng để lại những bình luận như: cậu ta mất trí rồi à, nghĩ sao mặc áo hồng nổi bần bật trong ngày tiễn đưa Suli vậy, thế mà cũng chấp nhận được sao, cậu ta là người cùng công ty với Suli cơ mà, cậu này thật vô phép tắc. Sau sự việc của Kai thì đến lượt Momoland cũng bị chỉ trích vì hành động tương tự. Khi sang Việt Nam dự lễ trao giải AAA 2019, một số thành viên của Momoland không diện trang phục màu đen hoặc tối màu như nhiều nghệ sĩ khác để thể hiện lòng tưởng nhớ Guhara. Vì diện đồ khá sặc sỡ nên các cô gái bị cư dân mạng Hàn Quốc ngứa mắt và chửi bới thậm tệ. Baekhyun và Chan Yeon của EXO đăng bài ủng hộ SHINee cũng bị chê giả tạo. Ít ai ngờ rằng việc lên tiếng ủng hộ nghệ sĩ cùng công ty có thể mang đến những rắc rối không tưởng.
Mặc dù có rất nhiều nghệ sĩ công khai quảng bá ca khúc Good Evening của Shiny, nhưng chỉ có Chan Yeon và Baekhyun của EXO thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng, sau khi bị cư dân mạng Hàn Quốc soi ra một điểm bất thường trong bài đăng của họ. Cụ thể, Knet phát hiện ra rằng quản lý của EXO là người đầu tiên đăng ảnh chụp màn hình khi đang stream bài hát mới của Shiny. Sau đó, Chan Yeon và Baekhyun cũng đăng bài lên Instagram như thể họ đang stream nhạc cho tiền bối, đồng thời khuyến khích mọi người hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc của Shiny. Tuy nhiên thì Knet lại khẳng định rằng Chan Yeon và Baekhyun đã sử dụng ảnh chụp màn hình của quản lý để đăng bài, trong khi chỉ giả vờ như họ đang stream ca khúc này mà thôi. Không khó để phát hiện ra rằng thời gian phát bài hát được hiển thị trong cả ba bài đăng đều giống hệt nhau, tất cả dừng lại ở 1 phút 29 giây. Và đây cũng là cơ sở khiến cho cư dân mạng tin rằng Chan Yeon và Baekhyun không thực sự stream Good Evening mà chỉ đăng ảnh làm màu mà thôi. Nhiều người đã chỉ trích sự giả tạo của Chan Yeon và Baekhyun, nhất là sau khi họ thấy bài đăng của em út Sehun là hình ảnh hoàn toàn khác biệt, chứng minh Sehun tự stream nhạc ủng hộ tiền bối. Guhara từng nhiều lần bị nói là hám fame khi xuất hiện cùng với G-Dragon. Đầu năm 2017, Dismatch đăng tải hình ảnh 4 ngôi sao G-Dragon, Big Bang, Suli, Guhara và Ga-in của Brown Eiger xuất hiện vui vẻ cùng nhau trong công viên giải trí vào buổi tối. Nhiều cư dân mạng Hàn Quốc ngạc nhiên vì trưởng nhóm Big Bang có mặt bên cạnh những mỹ nhân gây tranh cãi của làng giải trí. Guhara cũng bị ném đá vô cớ với lý do hám fame, ăn ké danh tiếng, không xứng tầm chụp ảnh chung với G-Dragon, ảo tưởng sức mạnh rằng mình là bạn bè thân thiết của anh. Netizen Hàn còn châm biếm rằng sau khi chụp ảnh cùng ba nữ idol, trưởng nhóm quyền lực phải tách ra và đi chơi riêng. Guhara còn từng bị hiểu lầm là bạn gái của G-Dragon vào thời điểm đó. Nhiều Knet đã không ngần ngại và chỉ trích cô, cho rằng cô không xứng đáng làm bạn gái của trưởng nhóm Big Bang. Mãi đến khi G-Dragon xuất ngũ và anh có cuộc gặp mặt với Guhara, cô đã chia sẻ bức ảnh chụp cùng với G-Dragon với dòng chữ "Chúng ta cùng cố gắng nhé" trên Instagram cá nhân. Nhiều lời bình luận cảm thấy vui vẻ khi cả hai có thể an ủi lẫn nhau khi người bạn chung của cả hai là Suli đã ra đi khỏi thế gian này. Bên cạnh đó thì cũng không ít bình luận chỉ trích Guhara. G-Dragon mới xuất ngũ lại có người hám fame rồi, đừng cố gắng lôi GD vào đời tư của cô nữa đi. Chỉ hơn 30 phút sau khi đăng tải, cô nàng phải bất ngờ xóa ảnh. Cuối cùng thì bây giờ Guhara đã mất rồi, liệu những người chỉ trích cô hám fame liệu đang nghĩ gì? Bên cạnh đó thì fan của Big Bang cũng không khỏi lo lắng cho GD khi anh phải chứng kiến hai người bạn thân thiết của mình đã ra đi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24h. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ Knews 24h nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!